Hàng hot vừa về đến vườn mai nhà em nha. Đây là mai tự xoắn nha. Mai tự xoắn, nói chung cái lô mai này cây rất là tốt nha. Đây em sẽ quay cụ thể một số cây cho cả nhà xem ha. Đây mà đặc biệt thì nó có một số cây nó đang tạo nút kim nha cả nhà. Để Tết nay thì nó cũng cho được một ít hoa nha. Cái cây thì nó cũng không có cao lắm, bởi vì lý do là mai xoắn là mọi người biết rồi, nó cứ ra thì cứ nó lắng xoắn xuống không ha, cho nên là nó cũng không có cao lắm nha cả nhà. Thử có đo từ ở dưới lên thì tầm khoảng gang tay của em thôi. Nhưng mà cái này về lấy bo được rồi, và đặc biệt là Tết nay chơi Tết cũng được luôn. Đây em sẽ quay thêm một số cây nữa cho cả nhà xem nha. Đó, nó đang tạo nút nha cả nhà. Cái độ xoắn của nó như thế này đây, đúng là cái mai tự quấn nó rất là độc đáo nha cả nhà, rất là độc đáo. Cái này hỏi là có phải là do em làm hay không? Dạ không phải nha, tại vì cái giống mai của nó là như vậy nha cả nhà. Thì và đặc biệt cái hoa của nó thì hoa cũng rất là bự, 8-12 cánh. Đây cả nhà thấy, Tết chúng ta lại lá ra ha, thì còn những cái thân cọng nó quấn màu ra như bông như thế này thì thật sự rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây là cái hoa mai của mai tự quấn nha. Đây em sẽ quay thêm một số cây nữa cho cả nhà nhìn cho cụ thể. Và em cũng xin lưu ý thêm một vấn đề nữa, đó là khi mà chúng ta quay trong điện thoại, lúc nào cây nhìn nó cũng lớn hơn ở bên ngoài, điều đó là điều tất nhiên rồi. Cho nên là cả nhà xem những cái gang tay đo của em ha. Chứ để thôi, nhiều khi gửi rồi cái nói em gửi không đúng giống thì tội nghiệp cho em. Bởi vì em quay cái lô nào bán hết thì em lại tiếp tục quay cái lô khác nha cả nhà. Rồi cây của nó là như thế này nha. Đó. Thì cái lô này em bán với giá là 250.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và đặc biệt là lô này em thấy nó đang tạo nút kim rất là nhiều. Rồi cái này là chơi Tết được luôn rồi nha. Cái này Tết mà mình thay ra một cái chậu ha, đẹp á, mình để trên bàn làm việc hoặc là trên bàn khách thì rất là ok luôn nha cả nhà. Đây em có tầm khoảng 100 cây thôi. Ai thích thì liên hệ với bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Đây là mai tự quấn nha cả nhà.